Xin chào các bạn. Clip hôm nay là mình làm thí nghiệm để trả lời câu hỏi cho bạn Thỏ Ngọc ha. Thì cái vấn đề của bạn ấy là như thế này. Bạn ấy sử dụng cái cục sạc dự phòng của hãng Bayset. Và khi sạc thì bình thường, một đầu các bạn cắm vào cái ngõ sạc ra, một đầu cắm vào điện thoại như thế này. Thì điện thoại lên sạc bình thường. Nhưng mà khi các bạn ấy rút dây sạc ra và để như thế này, khoảng một thời gian thì các bạn mà cấm là sạc vào lại điện thoại thì điện thoại nó lại không nhận sạc. Thì và khi đó bạn ấy bấm cái nút nguồn ở bên hông này nè thì nó cũng không nhận sạc luôn. Và bắt buộc là phải rút cái đầu này, cái rút cái đầu ra này nè, rút ra cắm lại thì nó mới nhận sạc nha. Và với một cái bạn ấy nói là với một cái cục sạc khác á thì nó khi mà nó xảy ra tình trạng tương tự, tức là để lâu như vậy nè thì nó không sạc vào được, thì bạn ấy bấm nút nguồn thì nó tiếp tục sạc. Còn cái cục sạc của Bayset thì nó lại không nhận sạc, mặc dù đã bấm phím nguồn rồi thì nó vẫn không nhận sạc, bắt buộc phải rút cái cổng ra vừa cống lại thì mới sạc được. Thì mình sẽ thí nghiệm thử coi là cái cục sạc của bạn ấy là bị lỗi hay là do cái thiết kế của cục sạc Bayset nó như vậy nha. Thì như từ đầu video mình đã cắm sạc ban đầu thì cái điện thoại mình nó nhận rồi. Bây giờ mình rút ra, mình để khoảng một thời gian nha. Bây giờ mình sẽ để khoảng 5 phút đi, để cho chắc chắn là cái cục sạc của mình nó đã ngắt rồi. Rồi sau đó mình sẽ cắm lại với cái điện thoại của mình coi nó có tự động nhận sạc hay không. Sắp hết 5 phút rồi nha các bạn. Còn khoảng 10 giây nữa thôi. Mình sẽ cắm lại coi nó nhận sạc hay không nha. Hiện giờ là cái trên cái đèn nó đã tắt rồi. Tắt lúc mà mình rút ra là chút xíu đã tắt rồi. Đây, kết quả là nó vẫn nhận sạc bình thường nha. Sau khi mà mình để, mình rút dây ra khoảng hơn 5 phút thì cắm lại vẫn sạc bình thường, không có vấn đề gì xảy ra nha. Lúc này mình bấm nút nguồn thì mình sẽ thấy được cái thông số trên dòng sạc nó điện áp 5.2V nè, 1.6A. Rồi tương tự thì mình sẽ thử làm y như vậy trên cái cục sạc Anker là như thế nào. Thì vì bạn Thỏ Ngọc bạn thắc mắc là không biết là do cái cục sạc Bayset nó như vậy, tại vì cái hãng khác thì nó sạc được bình thường mà Bayset thì lại rút ra thì cắm vào thì nó lại không nhận nha. Nên là mình thử luôn trên cái cục sạc Anker, mình cũng làm như vậy coi nó như thế nào. Rồi mình cắm vào thì nó nhận sạc thôi. Bây giờ mình sẽ rút ra và cũng để 5 phút luôn. Sau khi hết 5 phút thì mình sẽ cắm vào cái điện thoại mình coi nó có nhận sạc hay không. Đèn thì trên cục sạc đã tắt rồi. Rồi cắm vào nha, vẫn lên sạc bình thường nha, đèn tự kích hoạt lên. Như vậy thì sau hai lần mình thí nghiệm trên cái cục sạc của Bayset và cục sạc Anker thì rút ra cắm lại thì nó vẫn sạc bình thường nha, không cần phải rút dây nguồn cắm lại hay là bấm phím nguồn bất cứ động tác nào cả, rút ra cắm lại thì vẫn sạc nha. Trước đây mình có xài một cục sạc của Bisen á thì nó có xảy ra hiện tượng này, tức là khi mà mình không sạc nữa thì mình rút dây ra và mình cắm lại thì nó không sạc, thì mình phải rút cái dây nguồn mà mình cắm lại thì nó mới sạc tiếp. Thì mình cứ nghĩ là đó là một cái tính năng an toàn, nhưng mà bạn Thỏ Ngọc hỏi thì mình mới thí nghiệm lại thì nó không phải như vậy nha, cứ cắm sạc là nó vô thôi đó. Không biết là mình để 5 phút thì nó có hoàn toàn ngắt cái cục sạc hay chưa thì mình không rành. Tuy nhiên là để 5 phút thì vẫn nhận sạc được nha. Mình nghĩ là cái cục sạc của các bạn Thỏ Ngọc mà rút ra cắm lại mà nó không nhận thì có chắc lẽ là cái cục sạc có vấn đề rồi, nó bị lỗi rồi. Rồi clip hôm nay là mình làm để trả lời thắc mắc cho bạn Thỏ Ngọc nha. Hy vọng là bạn hài lòng với
cái clip hôm nay của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.